Và dĩa cơm của mình thì cũng đã trang trí xong nha. Bây giờ thì mình mời tất cả các bạn này cùng với mình thưởng thức món cơm chiên của mình xem được có ngon không nha. Đây, mình mời tất cả các bạn nha. Rất là vừa miệng này, thơm ngon, tuyệt vời luôn các bạn. Không còn chỗ nào để mà chê hết á. Và mình chúc tất cả các bạn vào bếp làm thành công món cơm chiên duyên châu này, cho thật ngon này, cho các con mình, gia đình mình được thưởng thức vào cái ngày cuối tuần hoặc ngày lễ nha. Và các bạn xem kênh của mình, và cũng giống như clip ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn món cơm chiên này mà các bạn yêu thích, thì hãy ủng hộ mình bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh nha, like và chia sẻ cho gia đình bạn bè mình cùng xem và cùng làm nè. Và nhớ đừng có bỏ quảng cáo các bạn nha, quảng cáo là cũng có những cái lợi ích của mình ấy. Ví dụ như ai có bệnh về da, về răng, về đau chân tay nhức mỏi thì các bạn xem quảng cáo rất là có hữu ích đấy nhá. Và đó cũng là ủng hộ mình nữa đấy các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực 365 nha. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn là mình làm món cơm chiên Dương Châu nhá. Và để làm được món cơm chiên Dương Châu thì nguyên liệu của mình hôm nay gồm có đấy các bạn. Trước tiên là mình có một tô cơm này, và mình có 300g tôm này. Ở đây là mình có hành này, ngò mùi, cà rốt này, đậu vo ve này, hoặc là đậu ve các bạn nhé. Ở đây là mình có một trái ớt này. Ớt này là ớt chuông này, không có cay. Mình cho vào cơm để tạo màu cho đẹp này. Và ớt này cũng ngọt ngọt, dễ ăn các bạn. Còn ở đây là hành củ và tỏi này. Ở đây là mình có 300g lạp xưởng này. Mình có 3 quả trứng này. Ở đây là 300g giò lụa nhé. Nguyên liệu thì đơn giản các bạn ạ, dễ tìm. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng với mình vào bếp làm món cơm chiên nhé. Bây giờ thì mình đập trứng vào cơm nhé. Mình cho 3 quả trứng này. Sau đó thì mình trộn đều nhé. Khi cho trứng vào cơm thì cơm nó sẽ trở thành màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Và trứng thì rất là thơm. Đó, các bạn đảo đều này. Cơm mình đã trộn xong rồi nè, đều màu rồi, thì bây giờ mình để về một bên các bạn này. Giờ thì mình cắt đậu cô ve này, và cắt nhỏ nhỏ hình hột lựu các bạn nhé. Mình đã cắt đậu ve xong nè, và đậu Hà Lan hoặc đậu ve cũng được các bạn ạ, đậu đũa cũng được nhé. Có cái đậu, các bạn mà có cái đậu nào thì mình cho vào đậu đó này. Giờ mình cắt cà rốt này, cắt thành miếng này, sau đó thì mình cắt dầu này, và cũng cắt thành hạt lựu các bạn ạ. Là đơn giản. Cà rốt mình đã cắt xong này. Tiếp đến là mình cắt trái ớt chuông này. Đó, cắt bỏ cùi đi nhé. Và cũng cắt dọc, sau đó mình cắt hạt lựu này. Đậu ve này, ớt chuông, cà rốt mình đã cắt xong nha. Nhìn màu rất là hấp dẫn luôn các bạn. Tiếp
đấy là mình cắt hành ngò này. Sau khi cơm chín thì mình rắc một tí hành ngò lên, rất là thơm các bạn, mà có màu xanh cũng rất là bắt mắt này. Nhưng mà tùy các bạn nha, bạn nào ăn được thì rắc vào nhé, còn bạn nào không ăn được thì thôi, cũng không bắt buộc. Tiếp đến là mình đập tỏi và hành, sau đó là mình băm nhuyễn nhé. Tỏi hành mình cũng đã băm xong nè, và hành ngò mình cũng đã cắt xong rồi các bạn nhé. Giờ thì mình luộc lạp xưởng các bạn này. Các bạn chiên cũng được và luộc cũng được nhé. Đây các bạn ơi, lạp xưởng mình luộc 5 phút rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì mình gấp ra này. Và nước đang sôi thì mình cho tôm vào luộc luôn nhé. Tôm thì luộc cũng khoảng 5 phút thôi các bạn ạ. Là tôm đã chín rồi, rất là nhanh chín. Sau 5 phút thì tôm đã chín rồi nha. Mình vớt tôm ra này. Lạp xưởng và tôm thì mình cũng đã luộc xong nha. Giờ mình cắt giò lụa này các bạn nè. Sau đó là mình cắt dọc lại này. Và mình cũng cắt hạt lựu nhé. Giò lụa mình đã cắt xong này. Tiếp đến là mình cắt lạp xưởng. Lạp xưởng thì mình cũng cắt hạt lựu luôn. Các bạn lột cái vỏ ra nhé. Lột rất là dễ các bạn. Đó, như thế là xong. Và mình cũng cắt hạt lựu nè. Lạp xưởng mình cũng đã cắt xong này. Tiếp đến là mình lột tôm luôn nè. Các bạn thấy đó, thật ra cái món mà cơm chiên Dương Châu này thì rất là dễ làm các bạn nhé. Nguyên liệu thì dễ mua này, dễ tìm này. Làm thì cũng rất là đơn giản này. Mà mình có một món cơm rất là ưng ý, rất là ngon này. Và bổ dưỡng này, đầy đủ tất cả các cái dinh dưỡng nha. Mình chỉ thêm một tô canh nữa thôi là có một bữa cơm rất là ngon cho gia đình mình này. Tôm mình cũng đã lột xong này. Bây giờ mình cũng cắt thành hạt lựu luôn nè. Và trước khi luộc thì mình đã rút chỉ rồi các bạn nhé. Có một cái sợi chỉ đen đen ở trên lưng thì mình lột. Mình chỉ cần lấy cái tăm mình chích vào là lấy cái sợi dây ra rất là nhanh. Vậy là tôm mình đã cắt xong nè. Nguyên liệu thì mình đã chế biến xong hết tất cả rồi các bạn nha. Bây giờ mình chuẩn bị tiến hành lên bếp để mình chiên cơm rồi. Giờ mình cho một muỗng dầu vào các bạn nha. Và sau khi dầu nóng thì mình cho hành và tỏi vào, mình phi lên cho nó thơm này. Hành tỏi của mình bây giờ đã chuyển sang màu vàng cánh gián rồi này. Thì mình cho ra một ít để tí là mình trộn vào cơm cho nó thơm. Và còn lại thì mình cho tôm, lạp xưởng, giò vào mình xào trước này. Lúc này thì mình cho đậu cô bê này và cà rốt này, ớt này vào xào luôn nhé. Và bây giờ mình cho một ít gia vị vào nhé. Mình cho một muỗng cà phê bột ngọt này, hơn nửa muỗng hạt nêm,
và nửa muỗng đường. Đây là muỗng ăn cơm các bạn nhé. Và mình đảo đều nhé, để cho gia vị nó ngấm hết vào thức ăn của mình này, để tí là mình trộn vào cơm ăn cho nó đậm đà nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chảo cập cẩm của mình màu rất là đẹp luôn. Chảo cập cẩm của mình bây giờ cũng đã chín rồi nhá, thì mình cho ra tô các bạn ạ. Và tiếp đến thì mình chiên cơm nhá, thì mình cho 2 muỗng dầu vào nè, và mình cho cơm vào luôn nè. Và khi chiên cơm thì mình cho hơn 1/3 muỗng hạt nêm nè, gần 1 muỗng cà phê bột ngọt nè, để gia vị ngấm vào cơm này, tí nữa ăn nó mới đậm đà mới ngon các bạn. Và chiên cho đến khi nào mà khô cơm thì thôi nhá. Bây giờ là mình cho rau củ quả vào mình xào luôn nhá. Mình phải chia ra 2 lần các bạn ạ. Chảo cập cẩm của mình quá đồ ăn rất là nhiều, rất ngon luôn. Đó. Mình trộn đều lên. Đây là hành tỏi lúc nãy mình phi nhé. Giờ mình cho vào luôn này. Vậy là món cơm chiên Dương Châu của mình đã hoàn thành rồi các bạn này. Gia đình các bạn mà có em bé nào mà lười ăn thì các bạn cứ chiên cơm như thế này cho con ăn nhé. Màu sắc thì hấp dẫn này. Con nhìn cái màu sắc như này là bao nhiêu các con cũng ăn được hết này. Vì nó quá ngon luôn, quá đẹp mắt luôn. Đó, hạt cơm tơi ra rồi nè. Sốt nhìn đã quá. Đó, đi làm về mà đói bụng mà có chảo cơm chiên như thế này thì còn gì bằng nữa các bạn. Quá là tuyệt vời luôn. Còn bạn nào mà chưa làm món cơm chiên thì hãy cùng với mình nhé, vào bếp làm món cơm này theo cách của mình chia sẻ thì ăn thử một bữa xem có ngon không nhá. Riêng mình thì mình đã làm rất nhiều lần cho ông xã và các con mình ăn rồi, ai cũng khen ngon hết và rất là ghiền luôn. Hôm nay con và chồng lại yêu cầu làm lại món cơm này nên mình vào bếp mình làm rồi mình chia sẻ cùng các bạn luôn nè. Để các bạn nhân dịp có ngày nghỉ này, ngày lễ này, ngày cuối tuần rảnh rỗi thì các bạn có thể vào bếp này, bớt một chút thời gian này, làm cái món cơm chiên này cho con và chồng và gia đình mình được thưởng thức. Cuối cùng thì mình rắc một ít tiêu này và một ít hành này, ngò. Thế là xong các bạn. Mình trang trí một tí các bạn nhé, nhìn cho nó sinh động này, nhìn cho nó bắt mắt này. Bây giờ thì mình cho cơm vào đĩa này. Đây các bạn nhé, mình đã dới cơm lên dĩa rồi này. Và dĩa cơm của mình thì cũng đã trang trí xong nhá. Bây giờ thì mình mời tất cả các bạn này cùng với mình thưởng thức món cơm chiên của mình xem được có ngon không nhá. Đây, mình mời tất cả các bạn nha. Rất là vừa miệng này, thơm ngon, tuyệt vời luôn các bạn. Không còn chỗ nào để mà chê hết á. Chúc tất cả các bạn là vào bếp làm thành công món cơm chiên Dương Châu này cho thật ngon nha. Cho các con mình được thưởng thức vào cái ngày lễ hoặc cuối tuần nha. Bây giờ thì mình cũng tạm dừng clip lại đây nè. Và mình cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi hết clip của mình này. Và các bạn xem kênh của mình cũng giống như video ngày hôm nay của mình chia sẻ nhé. Món cơm chiên Dương Châu này. Mà các bạn yêu thích thì các bạn nhớ nhá, hãy ủng hộ mình một lượt đăng ký kênh này. Like và chia sẻ cho bạn bè, gia đình mình cùng xem và cùng làm nhá, cho nó vui nè. Các bạn nhớ ấn cái chuông ở bên cạnh để tiện xem cái tập mới nhất của mình nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn video sau nhé.